cơ hội đầu tư vàng bán lô đất lớn view sông Sài Gòn. Hẻm thông 8M587-609 quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Giá chỉ 16 tỷ, còn thương lượng chỉ 39 triệu mà. Bạn đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư bất động sản lý tưởng. Đây là lô đất đáng chú ý tại Hiệp Bình Phước, Thủ Đức với vị trí đắc địa, giá trị tăng trưởng cao và nhiều tiềm năng phát triển. Vị trí đắc địa, lô đất nằm trong hẻm xe hơi 8m, chỉ cách quốc lộ 13 khoảng 150m và cách sông Sài Gòn 30m. Vị trí thuận lợi gần cầu Đúc Nhỏ và nhà hàng Chị Dầu bên sông, mang lại không gian sống yên bình và thoáng mát. Diện tích rộng rãi, kích thước lô đất là ngang 15m, dài 27m, tổng diện tích 408m, trong đó đã có 170m thổ cư. Phần còn lại có thể chuyển đổi thành đất thổ cư, giúp bạn linh hoạt trong kế hoạch xây dựng và phát triển. Khu dân cư hiện hữu, nằm trong khu dân cư hiện hữu với hệ số xây dựng cao, lô đất này phù hợp để xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ dịch vụ hoặc building. Đây là cơ hội tuyệt vời để tạo ra không gian sống sang trọng hoặc kinh doanh hiệu quả. Pháp lý minh bạch, sổ hồng riêng, xây dựng tự do, hoàn công ngay, đảm bảo mọi thủ tục pháp lý được thực hiện một cách nhanh chóng và minh bạch. Tiện ích hoàn hảo, hẻm 8m thông các địa chỉ 587-609 quốc lộ 13, liền kề khu đô thị Vạn Phúc Thủ Đức, gần chợ Hiệp Bình, quốc lộ 13 và chợ Đầu Mối. Vị trí này mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày và kết nối giao thông dễ dàng. Tiềm năng phát triển cao, với giá chỉ 39 triệu mà, đây là một trong những cơ hội đầu tư hiếm có trên thị trường bất động sản hiện nay. Lô đất không chỉ phù hợp để xây dựng nhà ở mà còn là cơ hội sinh lời cao cho các nhà đầu tư. Tại sao bạn không nên bỏ lỡ cơ hội này? Vị trí đắc địa, gần sông Sài Gòn, thuận tiện di chuyển và kết nối với các tiện ích xung quanh. Diện tích rộng rãi, đủ lớn để phát triển nhiều loại hình bất động sản. Pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng, đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu. Giá trị tăng trưởng cao, khu vực Thủ Đức đang phát triển mạnh, hứa hẹn tiềm năng sinh lời lớn. Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng này, liên hệ ngay để biết thêm chi tiết và sở hữu lô đất lý tưởng tại Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Đây là cơ hội đầu tư không thể bỏ qua để sở hữu bất động sản giá trị cao và đầy tiềm năng phát triển. Liên hệ ngay hôm nay để sở hữu lô đất tiềm năng này. Hãy like, share, đăng ký kênh Mộc Hỏa Real để đón nhận thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất.